Xin chào anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Thành Quả Stock. Thì trong video ngày hôm nay Thành sẽ chia sẻ với anh chị góc nhìn về thị trường trong phiên giao dịch ngày 10 tháng 11 và qua đó cũng sẽ đánh giá sau một cái phiên giao dịch như thế này thì liệu tuần sau thị trường còn giảm tiếp nữa hay không, và khi giảm tiếp như vậy thì chúng ta sẽ hành động như thế nào. Còn nếu mà trong một cái kịch bản nào đó liệu thị trường có thể là từ những cái vùng như thế này mà phục hồi lên trở lại và nối tiếp cái đà tăng của giai đoạn trước đó hay không, thì đó sẽ có cái câu trả lời trong cái video ngày hôm nay. Và nếu mà có những cái điều chỉnh này thì chúng ta sẽ đầu tư vào cổ phiếu nào ở thời điểm hiện tại, thì cùng Thành trả lời và giải đáp ha. Rồi thì trước tiên chúng ta sẽ nói qua một vài cái sự kiện mà có thể nói là nổi bật ở trong cái tuần tới. Thì trong cả một tuần tới có thể nói là một cái tuần mà nhiều sự kiện nhất trong tháng 11 trong năm 2023 này. Thì thứ nhất á, nó đến từ những cái sự kiện quốc tế như là việc Mỹ công bố các chỉ số như là CPI hoặc là PPI. Thì đây là những cái chỉ số, những cái yếu tố mà nó giúp Fed ra quyết định trong cái giai đoạn sắp tới liệu Fed có tăng thêm lãi suất hay không, hay là giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tới ở trong cái cuộc họp ngày 14 tháng 2 trong năm 2023 này, và đó là cuộc họp cuối cùng rồi đó. Thì đây cũng là một trong những cái yếu tố mà nó sẽ quyết định ở trong những cái đoạn tiếp theo. Và sau đó thì chúng ta sẽ thấy một cái vấn đề nữa rằng đó là những cái sự kiện về đảo công bố danh mục cơ cấu quỹ ở trong tháng 11, và ngày 16 tháng 11 thì nó sẽ có một cái sự kiện đó là đảo hạn phái sinh. Thì phần lớn các cái sự kiện này nó mang tính chất là tác động tâm lý thôi, chứ bản chất nó chưa có ảnh hưởng hoặc là chưa tác động tới vĩ mô quá nhiều tại cái thời điểm nó được công bố, hoặc là kể cả những cái giai đoạn sau đó. Chủ đạo là nó tác động về mặt tâm lý thôi. Và những cái sự kiện mà Thành muốn nói trong cái tuần sau đó là những cái sự kiện trong cuộc họp quốc hội. Thì ở thời điểm hiện tại cuộc họp quốc hội vẫn đang diễn ra thì ha, thì trong khoảng thời gian diễn ra như vậy thì nó cũng sẽ có rất nhiều sự kiện quan trọng nó tác động tới tâm lý nhà đầu tư. Và những cái sự kiện đến từ quốc hội như thế này á thì nó sẽ tác động thẳng vào nền kinh tế. Nó là những cái chính sách, những cái sự kiện mà tác động thẳng vào nền kinh tế, nên là cái mức độ tác động á Thành cho rằng nó sẽ mạnh hơn so với các cái sự kiện quốc tế trên đây đó. Thì đây cũng là một trong những yếu tố mà chúng ta cần lưu ý và cần tập trung ở cái tuần sau. Còn về sự kiện và chính sách nào thì chúng ta cần phải xem, cần phải theo dõi mà chúng ta mới biết được. Chứ còn ở thời điểm hiện tại để mà dự đoán chính sách, kế hoạch gì đó thì có lẽ đó là cái điều không thể ở thời điểm này ha. Rồi thì bây giờ chúng ta quay trở lại thị trường tại thời điểm này đi. Thì ngày hôm nay thì phiên chiều Thành cũng không có theo dõi xuyên suốt cho lắm, nhưng mà cuối phiên có về nhìn lại và xem lại thị trường một tí thì thấy thị trường nó đang gặp một cái vấn đề, đó là gì ạ? Đó là nó gì ạ? Tiếp tục giảm một cái phiên nữa, và phiên hôm nay nó cũng tương tự như phiên hôm qua, tăng lên rất mạnh ở đầu phiên chiều, rồi sau đó gì ạ? Cuối phiên lại ngay lập tức đảo chiều. Và có một cái vấn đề giống nữa là thanh khoản nó vẫn duy trì ở mức cao. Thì phiên hôm nay là một phiên kết tuần, nhưng mà đối với anh là kết tuần như vậy thì nó không đẹp, không đẹp thôi chứ chưa hẳn là nó xấu, anh chị lưu ý ha. Tức là sao ạ? Nó không đồng thuận cho cái tín hiệu tăng tiếp ở trong giai đoạn sắp tới đâu, chứ nó không phải là một cái yếu tố, là một tín hiệu gì đó cho cái việc giảm điểm ở trong những cái giai đoạn về sau. Nên là đây cũng là một cái điều mà chúng ta cân nhắc và lưu ý, đặc biệt là những cái anh chị nào mà đang cầm hàng ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng cần phải theo dõi nó sát sao hơn. Thì trong ngày hôm nay thì đầu phiên chỉ số đột nhiên nó nhảy gáp, sau một cái phiên giảm điểm như vừa qua thì đột nhiên chỉ số nhảy gáp ngay đầu phiên luôn, rồi xong sau đó có những cái nhịp tăng lên và lắp gáp trở lại ở phiên chiều, và cuối phiên thì thì nó đóng cửa thấp nhất phiên thế này thì nó cũng không phải là một cái tín hiệu quá tích cực cho chỉ số. Và thêm vào đó là các cái cổ phiếu và gần như là toàn bộ cổ phiếu trên thị trường đều vận động theo một cách như vậy hết, thì từ đây cho chúng ta thấy rằng là cái tâm lý chung của nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại nó là như thế hả. Và phần lớn nhà đầu tư đang hành động, đang vận động như vậy nên là thị trường nó mới gì ạ, diễn biến như vậy, đúng không ạ? Đó thì đó, từ đó nó sẽ cho chúng ta thấy là cái tâm lý e ngại lo sợ của nhà đầu tư. Tuy nhiên thì với hai phiên mà nó giảm như thế này, nó cứ tăng lên là bị đạp xuống, tăng lên là bị đạp xuống như thế này á, mà thanh khoản lại duy trì mức cao thì nó cũng là một cái vấn đề để mà chúng ta lưu ý và chúng ta thận trọng hơn. Ví dụ cho anh chị nào mà có cái ý định là mua mới hoặc là chờ những cái nhịp chỉnh để mua, chờ những nhịp chỉnh để mua như trong cái thời điểm này á, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý và cần phải thận trọng hơn. Thì thứ nhất thì chúng ta sẽ có một cái điều, đó là cái mốc hỗ trợ, trước đây nó là cái mốc hỗ trợ đó là quanh 1005 điểm, 1005, 1006, thì đây là cái mốc hỗ trợ mà chỉ số nó cần phải vượt qua. Thì đương nhiên nó chỉ là một cái mốc hỗ trợ ngắn hạn thôi, và chỉ số nó đã vượt qua trước đó rồi và nó cần giờ có những cái tín hiệu là test lại, và sau đó như ngày hôm nay là nó test lại thất bại
À, và cái lại thất bại như thế này thì nó sẽ đóng cửa bên dưới cái mốc này, và khi đóng cửa bên dưới cái mốc này thì cá nhân Thành cho rằng cái xác suất mà chỉ số nó tìm về những cái vùng hỗ trợ thấp hơn sẽ rất cao. Thì đây là cái xác suất tìm về những vùng hỗ trợ thấp hơn rất cao, thì đó là cái mốc hỗ trợ quanh 1.080 điểm trong giai đoạn sắp tới. Thì Thành kỳ vọng cái việc chỉ số nó sẽ test về lại vùng này để cho một cái nhịp bật lên trong giai đoạn tới thì nó sẽ tốt và nó sẽ tích được hơn. Thì nhìn chung là sau hai phiên điều chỉnh như này, chúng ta cũng không thể nói được là sau hai ngày là nó sẽ có tín hiệu đảo chiều hay là nó sẽ quay đầu rơi từ đây, bởi vì nó đâu không có đủ cơ sở để chúng ta xác nhận. Chúng ta chỉ xác nhận được một điều rằng là hai phiên như vậy thì tín hiệu nó không mấy tích cực. Thì từ cái tín hiệu không mấy tích cực đó thì chúng ta hạn chế mua đuổi, hạn chế FOMO tại cái vùng trên này, mà chúng ta xem thử là những cái vùng hỗ trợ thấp hơn, xem giá nó phản ứng tại những vùng đó như thế nào, lực cầu phản ứng lại ra sao thì chúng ta quay trở lại chúng ta mua. Và hôm trước Thành cũng có nói với anh chị một cái vấn đề rằng là nếu chỉ số nó đóng trên được cái giá cao nhất của cái phiên ngày 9 tháng 11 thì nó sẽ xác nhận cái nhịp đi tiếp, còn nó không đóng trên được mốc này thì nó chỉ có rằng co quanh cái vùng này rồi nhiều khả năng là gì ạ, nó sẽ quay đảo chiều, nó rơi vào cái sóng dẫn trung hạn ở trong thời gian tiếp theo. Nên là anh chị nào có đầu tư thì mình cũng nên lưu ý. Vậy nên ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ có hai mốc để mà anh chị theo dõi. Thứ nhất là mốc hỗ trợ quanh 1.080 điểm, thì trong cái đà rơi của chỉ số nếu mà chỉ số quay về lại cái vùng bên dưới này và test lại và có những cái nhịp bật lên thành công trong những phiên giao dịch sắp tới thì chúng ta hoàn toàn có thể là quay trở lại đầu tư được đối với các cổ phiếu trong danh mục hoặc là các cổ phiếu mà Thành sẽ gửi sau đây. Thì với các cổ phiếu này mình chỉ ưu tiên lướt ngắn hạn thôi, bởi vì cơ bản nó vẫn đang trong nhịp hồi ngắn hạn chứ nó không phải là một cái nhịp khởi đầu cho một sóng tăng ha, hoặc là kết thúc xuống giảm đảo chiều để qua một cái sóng uptrend ở trong giai đoạn sau đó đâu. Nên là anh chị nào có đầu tư thì mình cũng cần phải lưu ý thêm ở trong những cái đoạn sắp tới ha. Thêm vào đó thì cái mốc tiếp theo là nãy Thành có nói đúng không ạ, là quanh mốc kháng cự 1.125 điểm. Thì nếu mà chỉ số nó bứt thoát được cái mốc này ở trong cái nhịp sắp tới, nếu mà nó test về và nó bật lên và nó bứt thoát được cái mốc đó thì cái xác suất nó sẽ gì ạ, nó sẽ nối tiếp nhịp hồi và nó tăng lên đâu đó quanh 1.150 điểm ở trong giai đoạn sau đó. Nên là anh chị nào có đầu tư thì mình cũng nên lưu ý ha. Vậy nên là từ những cái vấn đề này, từ những yếu tố này thì sẽ cho chúng ta một cái góc nhìn rằng là những anh chị nào mà đang cầm hàng ở thời điểm hiện tại thì nếu mà các cổ phiếu của anh chị chưa có vi phạm cái gì hết thì anh chị cũng không cần phải gì ạ, phải xử lý rồi đúng không ạ, và chúng ta chờ xem thị trường nó diễn biến như thế nào. Còn anh chị nào mà sợ họ lo lắng quá với thị trường, ok, mình có thể là xác định mình bán trước một phần tỷ trọng rồi sau đó mình xem như thế nào rồi mình sẽ tính tiếp và xử lý tiếp đúng không ạ. Còn anh chị nào mà cứ thích nắm giữ thì mình cứ nắm giữ thôi, nếu mà anh chị vào được cái giá vốn tốt và muốn nắm thì cứ nắm, nhưng mà chú ý cái mốc 1.080 điểm này cho Thành. Nếu mà nó test về đây và nó không bật lên được thì xác suất nó gãy tiếp và nó rơi tiếp là rất là cao ở trong giai đoạn sắp tới. Nên là anh chị nào có đầu tư thì mình nên cân nhắc và nên lưu ý vào cái mục tiêu này ha. Còn ngược lại, nếu mà anh chị nào muốn mua mới thì cứ chờ về 1080 mà nó bật lên trở lại được thì chúng ta sẽ quay trở lại đầu tư ở trong cái tuần tới. Đó là một cái yếu tố tiếp theo. Thứ hai đó là cái mốc kháng cự 1.125 điểm, thì ở cái mốc này dành cho những anh chị nào cầm hàng, nếu mà nó vượt được cái mốc này anh chị có thể là gia tăng các cổ phiếu có sẵn trong tài khoản của mình để tăng cái tỷ trọng cổ phiếu để mình đánh lướt ở trong giai đoạn tới về 1.150, 1.160 gì đó thì mình chốt ha. Còn nếu trong trường hợp là anh chị đã mua được những vùng này thì khi mà nó vượt qua mốc 1.125 này thì anh chị xác định là anh chị gia tăng tỷ trọng luôn ở trong những cái đoạn phía sau thì nó vẫn rất là phù hợp đó, tùy theo cái chiến lược và theo góc độ của các anh chị ha. Thì đây là những cái mốc để mà anh chị theo dõi. Thì một số anh chị hỏi Thành rằng là sao không chọn mốc 1.100 mà lại chọn mốc 1.000 gì ạ, 1.105, 1.106 điểm? Tại vì chúng ta nhìn về cái nhịp trước đó, khi mà chúng ta nhìn về cái nhịp trước đó thì chúng ta thấy là chỉ số nó cứ giằng co quanh cái vùng 1.100 nhưng mà giờ cái mốc mà nó bị thất bại liên tục đó là cái mốc giờ quanh 1.160 điểm. Kể cả cái phiên này tăng mạnh, cái phiên này tăng nhưng mà cuối cùng nó vẫn đóng cửa dưới cái mốc này đó đúng không ạ. Và trước đó chúng ta thấy là khi mà test về thì nó cũng test về đâu ạ, quanh 1.106 điểm chứ không phải là gì test về 1.100. Nên là mình lấy những cái mốc này để mình quan sát cái lực cầu cho nó chính xác. Tại vì vấn đề của thị trường bây giờ là lực cầu thôi, tức là ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua và ngày hôm nay thì chúng ta phải thành thật với nhau một điều rằng là bản thân anh chị còn không dám vào thị trường đúng không ạ.
đúng không? Anh chị phải chờ một cái nhịp tăng, một cái nhịp hưng phấn, một cái nhịp bứt phá gì đó thì may ra anh chị mới vào, hoặc là chờ một cái nhịp giảm điểm mạnh gì đó thì may ra anh chị mới vào. Chứ còn ở thời điểm hiện tại là để mà anh chị vào ngay thì chắc chắn là anh chị sẽ không vào, đúng không ạ? Bởi vì nó đang ở lưng chừng, không biết là bây giờ vào nó giảm rồi sao, đúng không? Hoặc là vào thì nó gì vậy? Nó tăng thì tăng được bao nhiêu đó, thì đó là cái tâm lý của mình, nó là mình mới lưng chừng ở thời điểm hiện tại. Và đặc biệt là thêm vào đó là những anh chị nào mà đang cầm hàng hả, phần lớn thì có lẽ bây giờ đang cầm hàng, anh đang cầm hàng thì sợ không bán nữa giảm tiếp nên là cứ canh bán bớt đó, thì thành ra như vậy. Tại những cái vùng như thế này cái lực bán thì nó sẽ nhiều hơn và nó gần như là nó áp đảo đó mình lực mua à, và sau đó gì ạ, nó sẽ rơi à, nó sẽ rơi về những cái vùng hỗ trợ bên dưới. Thì mình sẽ kỳ vọng à, ở đây mình sẽ kỳ vọng nhé, kỳ vọng cái dòng tiền nó quay trở lại ở cái vùng này để mà gì ạ, nó nâng đỡ chỉ số lên ở giai đoạn phía sau. Nên là anh chị nào có đầu tư thì mình cũng có thể là lưu ý và theo dõi thêm đó ha. Thì đó là cái góc nhìn về thị trường ở thời điểm hiện tại rồi ha. Thì nếu mà trong trường hợp đi chỉ số mà nó bật lên được từ 1080 điểm á, thì chúng ta sẽ lưu ý những cái nhóm ngành nào, những cổ phiếu nào cho cái giai đoạn đó ha. Thì đối với Thành, Thành vẫn sẽ ưu tiên những cái nhóm ngành chính thôi đó, mình sẽ ưu tiên nhóm ngành chính tại vì mình đánh trong nhịp hồi mà, mình phải đánh cái nhóm ngành chính, cái nhóm ngành có câu chuyện á, thì nhịp hồi nó mới cái nhịp hồi nó mới mạnh, nó mới tốt được. Còn mình chỉ ưu tiên đánh những cái nhóm ngành mà lẻ lẻ ra ngoài, những cổ phiếu mid cap mà nó không có câu chuyện á, hay là nó chỉ có tăng theo thị trường thôi á, thì nó sẽ rất là khó ở cái thời điểm này ha. Ở thì đầu tiên đó là về ngành thép. Từ ngành thép anh chị cũng đã biết rồi đúng không ạ? Giá thép thì ở thời điểm hiện tại thì nó đang tăng rất là mạnh đó. Thì giá thép cả về thép thanh, thép xây dựng và cả về HRC nó cũng đang tăng rất là mạnh ở thời điểm này. Ở thì anh chị, ở đây Thành sẽ cập nhật giá thép cho các anh chị đó. Thì anh chị thấy là giá thép nó vẫn đang gì ạ, giữ cái đà tăng rất là tốt. Hoặc là gì ạ, thép thanh đó. Đấy, vì cái giá thép thì anh chị thấy là nó vẫn đang duy trì cái đà tăng rất là tốt đó mà. Đó, thì được sự ủng hộ bởi giá như vậy thì cái động lực tăng giá của một cái cổ phiếu nó sẽ rất là lớn. Tuy nhiên thì nó tăng tới một lúc nào đó thì bắt buộc nó phải điều chỉnh. Nên là khi mình mua thì mình nên mua trong những cái nhịp điều chỉnh thì nó sẽ tốt và nó sẽ tối ưu hơn. Và anh chị để ý giúp Thành là các cái cổ phiếu anh chị nên vẽ một cái móc hỗ trợ ra, thì mình xem là nó test về cái mức hỗ trợ đó nó có bật lên được hay không, thì lúc đó chúng ta mới ra quyết định mua và quyết định đầu tư ở trong giai đoạn sắp tới. Đầu tiên là chúng ta phải nói đến đó là HBG. Thì trong trường hợp soi một người hoa sen, thì đối với hoa sen ở cái thời điểm này thì chúng ta có hai cái mốc hỗ trợ, đó là quanh 20.5 và một mốc tiếp theo là quanh gần quanh 19 à. Thì mình theo dõi hai cái mốc này xem cái giá cổ phiếu nó test về mốc nào thành công. Ví dụ như ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay nó đang test ở mốc 20.5, nhưng mà cái nhịp test này cũng được đánh giá là không thành công cho lắm. Bởi vì sao ạ? Nó đóng cửa gần như là sát với cái mốc hỗ trợ này luôn, chứng tỏ là gì ạ, lực cầu tại đây nó chưa đủ mạnh để nó hấp thụ hết cái áp lực bán trên này, nên là nhiều khả năng à, nhiều khả năng nha, nó sẽ test về lại cái vùng hỗ trợ phía bên dưới là quanh mốc giá 19 à. Nên anh chị nào đầu tư thì mình nên theo dõi lại cái yếu tố này để mình ra quyết định là mình mua vào hoặc là đánh tiếp ở trong giai đoạn sắp tới ha. Tiếp theo đó là Nam Kim. Nam Kim thì nó hơi khác với hoa sen một chút là nó gãy luôn cái mốc hỗ trợ 20.5 này rồi à, nó thủng luôn cái mốc hỗ trợ gần nhất rồi, thì cái xác suất nó sẽ về lại những cái mốc hỗ trợ bên dưới này, ví dụ là quanh 19 à, sẽ rất là cao trong giai đoạn sắp tới. Nên là anh chị nào có đánh thì mình nên lưu ý lại những cái mốc này. Và đương nhiên là trong nhịp hồi thì anh sẽ ưu tiên đánh hoa sen và Nam Kim thôi, bởi vì cái đà tăng giá của nó sẽ khỏe hơn so với gì ạ, so với Hòa Phát. Nên là anh chị nào có đầu tư thì mình cũng nên là lưu ý thêm ha. Ví dụ như Hòa Phát đi, Hòa Phát thì chúng ta phải theo dõi cái mốc hỗ trợ là quanh gì ạ, 25.8 ở xem nó test về đây như thế nào, rồi chúng ta sẽ xem tính tiếp ở trong giai đoạn sắp tới. À, còn ai mà thích nhanh, thích biên tăng mạnh á, thì cứ chọn Nam Kim thôi hoặc là hoa sen, đúng không? Rồi tiếp theo một cái nhóm ngành chủ đạo nữa, đó là về nhóm ngành chính. Thì đối với nhóm ngành chính ở thời điểm hiện tại chúng ta cũng vẽ các mốc hỗ trợ ra. Ví dụ như con SSI đi, mình có cái hỗ trợ gần nhất là quanh 30, thì nó test về cái mốc này thành công và nó bật lên được thì chúng ta mới xác định là trong cái giai đoạn sắp tới chúng ta sẽ đầu tư. Còn nếu mà test về đây không thành công thì thôi bỏ qua, tìm các cơ hội khác, đúng không ạ? Ví dụ như VND đi, ở VND cũng là cái mốc quanh giá 19, nó test về đây mà nó bật lên thành công thì anh chị hãy đầu tư, hãy vào lệnh trong cái giai đoạn sắp tới. Ở đây anh chị lưu ý cho Thành là test về và bật lên lại nha, nó thành công thì chúng ta mới đánh được. Tại vì sao? Tại vì đó là cái yếu tố để mà chúng ta xác nhận là à, có cái lực cầu vào, có cái dòng tiền vào tại cái vùng này. Còn nếu mà nó test về nó không bật lên được mà nó gãy luôn thì chắc chắn thì nó phải tìm những cái vùng hỗ trợ thấp hơn rồi, thì lúc đó chúng ta cứ về hay chúng ta treo giá sẵn, chúng ta chờ mua.
thì nhiều khả năng là chúng ta mua hớ, mua giá cao đúng không, nếu mà trong trường hợp nó thủng luôn đúng không ạ. Đó thì đó là một trong những cái yếu tố mà anh chị cũng cần phải lưu ý ở trong những giai đoạn sắp tới. Ở tiếp theo là VCI cũng tương tự như vậy, quanh vùng giá 38 ở nếu mà nó test về đây và nó bật lên thành công thì anh chị có lại là theo dõi để mà đánh thêm. HCM thì quanh vùng giá 28 đó, nên anh chị cứ theo dõi những cái mốc này đi. Ở đây hình liệt kê một số mốc cho các anh chị để anh chị lưu ý và theo dõi đánh trong giai đoạn sắp tới. SHF thì có thể là về quanh 15.5 đúng không ạ. Đó thì chúng ta cứ theo dõi thôi, con nào về thì chúng ta đánh. Nên là hình mới giới thiệu một ngành là nhiều mã chứ không phải nói một mã không. Nhiều khi mã đó nó không về giống như cái kỳ vọng của mình thì anh chị cũng lại không biết xử lý như thế nào đó. Nên là nhiều mã để anh chị nào thấy là à con nào mà nó về những vùng phù hợp rồi thì mình đánh, chứ mình cũng không cố ha. Ví dụ anh chị quá thích con SHI đi, ở SHI mà nó không về giờ sao đánh đúng không, nhiều con nó không về đây, nó về tới đây rồi nó chỉnh luôn, nó lên luôn đó, anh chị mà xử lý kịp là nó tăng luôn đúng không ạ. Tăng luôn như vậy chẳng lẽ chúng ta ngồi nhìn cái ngành chứng khoán này nó tăng đúng không, thì chúng ta phải tìm sang những con khác. Nếu mà những con này nó bật tốt, nó về đúng giá mà nó bật được thì chúng ta đánh những con này đó, thì nó vẫn sẽ có một cái điểm vào tối luôn cho các anh chị. Nên là anh chị đầu tư thì mình cứ lưu ý, ví dụ nhân FTS đi về quanh độ lo đó khoảng tầm 37.5 đó, thì cái vùng này thì mình lưu ý để đánh lại. Hoặc là CTS về lo đó khoảng quanh 24 đó, thì mình sẽ xem xét để mà coi là lực cầu nó quay trở lại như thế nào, quay trở lại ổn thì mình sẽ quay trở lại đánh tiếp trong giai đoạn sắp tới. Tiếp theo là chúng ta sẽ thấy là con nhà Từ Liêm đúng không, đó là qua ngành bất động sản ha. Thì với ngành bất động sản thì anh chị để ý giúp thành là nó phải test về đây đúng không ạ, đúng không, nó phải test về cái mốc hỗ trợ ở đây, giống như con nhà Từ Liêm đi, chặn kháng cự này không lên được thì bắt buộc là phải tìm về hỗ trợ đó. Đó là một cái quy luật rất là bình thường ở thời điểm hiện tại đúng không. Chặn kháng cự lên được thì test về hỗ trợ lại lần nữa về quanh 24 thì lúc đó mình sẽ xem xét thêm ở trong những cái đoạn sắp tới. Ví dụ như con Nam Long đi, Nam Long là nó có cái hỗ trợ là quanh 36 đi, thì xem coi nó test về mốc hỗ trợ này như thế nào rồi chúng ta sẽ ra quyết định là liệu có mua vào, có đầu tư vào con này được ở trong những cái đoạn sắp tới hay không. Thì anh chị nào đầu tư thì lưu ý. Vinhome thì nó chậm quá rồi nên là thành không có ưu tiên ở thời điểm hiện tại ha. BDR thì anh chị thấy là nó gần cái vùng đỉnh cũ rồi. Sẵn đây thành cũng nói luôn là những cái con mà nó gần cái vùng đỉnh cũ ha thì cá nhân thành sẽ không có ưu tiên. Đương nhiên là cái xác suất nó vượt đỉnh vẫn có, nhưng mà cái xác suất nó chạm đỉnh cũ nó quay đầu vẫn có. Vậy thì cái xác suất nào cao hơn ở trong một cái thị trường giảm đúng không ạ. Anh chị lưu ý là cái vấn đề này, trong một cái thị trường giảm thì cái xác suất nào cao hơn, có phải là xác suất chạm đỉnh cũ quay đầu nó sẽ cao hơn đúng không đó. Nên là mình chỉ ưu tiên gì ạ, những cái con mà nó còn ở xa cái vùng đỉnh á, để cái dư địa nó tăng nhiều thì mình sẽ yên tâm đánh. Đương nhiên ở xa là một chuyện nhưng mà nó phải có một cái điểm vào đẹp thì nó mới tối ưu nha. Giống như con Novaland đi, đang ở rất xa cái vùng đỉnh cũ đúng không, nhưng mà điểm vào của anh chị nên đâu có đẹp. Điểm vào ở đây của mình đâu có đẹp, và xét về đã tăng thì nó đã tăng hơn 30% rồi thì điểm vào của mình đâu còn đẹp nữa đó. Thì có phải nói là tới cái vùng này là sẽ rất là khó để mà chúng ta gì ạ vào lệnh ngay đúng không, thì chúng ta phải chờ những vùng hỗ trợ bên dưới. Ví dụ như con Novaland thì chờ đâu đó khoảng hơn 15 xem nó test về như thế nào rồi gì ạ, rồi tính tiếp đúng không ạ. Những con SCR thì nó đã rơi sâu vào đạn trước quá rồi. Ví dụ như con rất xanh đi còn khá là khỏe đúng không, nhưng mà nó hai cái việc test như thế này thì thực sự nó không test thành công. Tại vì sao? Tại vì cái lực bán ở trên nó vẫn còn rất là lớn. Anh chị thấy là lên quanh đâu đó độ tầm 21 là nó bị bán trở lại rồi đó. Thì cho chúng ta thấy là cái lực bán của con đất xanh tại cái vùng trên này rất là lớn, nên là nó cần phải có nhiều phiên rằng co hơn để cân bằng trở lại để mà đánh tiếp trong giai đoạn sắp tới thì nó mới ổn. Chứ còn cứ đánh như cái biên độ thế này mà anh chị để ý một điều là thanh khoản một số cổ phiếu nó rất là cao nha. Ở đoạn này đương nhiên là sẽ có một số cổ phiếu thanh khoản thấp nhưng mà cũng có nhiều cổ phiếu thanh khoản cực cao trong những cái hai phiên giao dịch ở đây, thì chứng tỏ là cái áp lực bán cái lượng rằng co của cổ phiếu nó rất là lớn ở thời điểm hiện tại. Mà đã trong một cái giai đoạn rằng co rồi á, mà cái vị thế mua mới thì chớ nên đụng tay vào thì cái này là cái điều mà anh chị cần phải lưu ý. Trong một giai đoạn rằng co, cứ mà mua mới thì mình có nên đụng tay vào, mình sẽ tìm những cái cơ hội khác để mình quay trở lại mình đánh ở trong những cái nhịp mà nó cân bằng và nó ổn định hơn. Ít nhất là nó phải thu hẹp được cái biên độ biến động này đã. Thứ hai là cái thanh khoản nó phải hạ dần đã. Chứ thanh khoản nó cứ cao như thế này á thì sẽ rất là khó. Mà bên mua đang muốn mua và bên bán đang muốn bán nó mạnh như thế thì sẽ rất là khó để anh chị xử lý đúng không? Như con DG đi cũng tương tự nó xanh, giữ nhịp đồ giữ giá rất là tốt, nhưng mà cơ bản là gì ạ? Nó liên tục bị bán và thanh khoản nó duy trì ở những cái mức cực cao như thế này thì nó cũng là một cái tín hiệu để mà cho thấy chúng ta là gì ạ? Chưa có vào lại vội. Như có HLC đi đúng không? Chúng ta thấy là phần lớn cái thanh khoản cao nó tập trung ở chủ yếu các cổ bất động sản đúng không ạ. Ví dụ như KDH đi, bây giờ về 28 hoặc là 30 thì mình sẽ tính tiếp,
chứ còn ở những vùng neo cao như trên như thế này thì cũng sẽ rất là khó xử lý. CEO thì nó cũng đang test về lại những gói hỗ trợ bên dưới là 122, thì con này là tuần sau có lượng hàng cổ tức về, nên là anh chị nào đầu tư thì nên lưu ý cái vấn đề đó ha, để tránh mình mua vào cái nhịp mà cổ tức nó về tài khoản á, thì nó sẽ vô tình nó sẽ tạo một cái áp lực bán ở trên cổ phiếu này, nên là nó sẽ rất là khó để mình là giờ có một cái mức lợi nhuận tốt ở tại một cái khoảng thời gian ngắn hạn lúc đấy. Tại vì phần lớn là mọi người có hàng nhiều, mọi người sẽ ưu tiên bán hơn, đúng không? Cũng chờ 3-4 tháng rồi thì mới được bán mà, đúng không ạ? Tiếp theo là về cái nhóm ngành đầu tư công. Đầu tư công thì ở thời điểm hiện tại thì nó chạm những cái vùng kháng cự nè, nó không vượt được thì bắt buộc là mình phải chờ và mình tìm những cái vùng hỗ trợ phía bên dưới, mình xem xét và mình quay trở lại mình đánh ở trong cái giai đoạn tới. Ví dụ như là gì ạ? VCG thì tầm 21.3 đúng không ạ? Hoặc là gì ạ? Hoặc là FCN đi. FCN thì gì ạ? Nó chưa vượt được cái vùng kháng cự này thì mình sẽ tìm về những cái vùng hỗ trợ phía bên dưới, mình xem coi là nó test cái vùng hỗ trợ này như thế nào. Đó, ví dụ như quanh 12.8 cho tới 13 đó, thì anh chị theo dõi những cái mốc này để mà khi mà nó test về á mà nó bật lên được thì mình sẽ chủ động mình xử lý luôn, mình sẽ chủ động mình mua vào. Hoặc là con HHV đi, nó không vượt được kháng cự này thì con nó test về hỗ trợ bên dưới quanh 14.x như thế nào, test lại ổn thì chúng ta sẽ xem xét vào hàng thêm ở trong giai đoạn sắp tới. Hoặc là như con LCG đi, LCG thì về đâu ạ? LCG tầm đây đúng không? Đấy, tầm đây là một cái hỗ trợ mạnh của nó quanh giá 10.8 cho tới 11 ha, quanh giá 10.8 cho tới 11 thì nó test về đây ổn thì chúng ta đánh tiếp. Là con CI đi, CI đoạn này nó test về đâu đó khoảng quanh 17 nè, nhưng mà cái nhịp này thì nãy nó giống như cái con đất xanh DIG Nam Long đúng không ạ? Nó test về nhưng mà áp lực bán vẫn còn rất là lớn, nên là nhiều khả năng thì nó sẽ về những vùng thấp hơn thì cái này là nhiều khả năng. Nên là anh chị nào theo dõi thì theo dõi thêm một cái mốc hỗ trợ nữa là quanh độ quanh khoảng 15.7, 15.8 gì đó. Theo dõi thêm một cái mốc hỗ trợ quanh đây nữa để xem cái hướng vận động của cổ phiếu như thế nào, thì mình sẽ có cái hướng gì ạ? Xử lý phù hợp ở trong cái giai đoạn sau đó. Thì đó là về đầu tư công. Bên cạnh đó thì những cái nhóm ngành mà Thành liệt kê thêm đó là nhóm ngành về xuất khẩu. Và xuất khẩu thì Thành thích đánh nhất ở hai cái nhóm ngành đó là phân bón và thủy sản. Tại vì cái biên tăng nó lớn và nó tăng rất là nhịp nhàng thì nó sẽ khá là dễ đánh. Còn so với những cái con như là dệt may hoặc là cao su thì cái những con đó thanh khoản nó sẽ khá là kém, nên là cái biên tăng nó cũng sẽ rất là khó lường. Nên là anh chị đầu tư thì mình cũng nên lưu ý mình lựa chọn những cái nhóm ngành cho nó phù hợp, cho nó thuận lợi, đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta sẽ thấy là đối với con DCM thì cái mốc gần nhất nó là quanh mốc 29. Thì mình xem coi là nó test về cái mốc này như thế nào, nó bật lên ổn thì mình sẽ đánh. Ví dụ như trong phân bón thì DCM và DBM thì có lẽ là mình sẽ ưu tiên con DCM nhiều hơn, tại vì con này cái gì ạ? Cái thanh khoản nó sẽ cao, cái mức độ tăng giá của nó sẽ cao hơn. Ví dụ tiếp theo là con DBM đi. DBM nếu mà con về tầm 31, ấy trong trường hợp mua không được DCM thì nhảy sang mua con gì ạ? DBM thì nó sẽ gì ạ? Nó cũng sẽ có một cái biên lợi nhuận nhất định cho các anh chị, đúng không ạ? Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua nhóm ngành thủy sản đi. Thủy sản ở thời điểm hiện tại chúng ta có ANV đang test lại cái hỗ trợ, đúng không? Nhưng mà test không bền. Test như thế này là test không bền thì chúng ta phải tìm những cái mức hỗ trợ tiếp theo. Hoặc là theo dõi tiếp trong 1-2 phiên tới nó giữ nhiệt tại cái vùng hỗ trợ này như thế nào, để rồi chúng ta gì ạ? Ra quyết định đầu tư ở trong cái giai đoạn sắp tới. Thủy sản thì anh chỉ thích đánh hai con thôi, đó là ANV và VHC. Thì VHC cái tầm này thì nó sẽ về đó tầm độ 68. Theo dõi thêm, nó về tầm 68 mà nó bật được thì chúng ta đánh tiếp, còn không thì nó phải về tầm này luôn ha, tầm 62-63 gì đó. Rồi chúng ta mới xem xét quay trở lại. Đó, thì cái này là tùy vào cái diễn biến của cổ phiếu, và mình cũng ưu tiên là cái nhịp này là mình đánh ngắn hạn thôi, chứ không có đánh về trung và dài hạn được. Nên là anh chị nào có đánh thì cũng xác nhận cái điều này ha, và đặc biệt là trong cái nhịp sắp tới nếu mà thị trường nó vượt 1125 thì anh chị nào có gia tăng tỷ trọng thì cũng gia tăng để đánh ngắn hạn thôi nha, chứ không phải gia tăng để nắm trung và dài hạn đâu. Nên là ở thời điểm hiện tại giảm là mút hoặc là giảm là mua, giảm là gom gì đó vẫn là một cái yếu tố ưu tiên ở thời điểm này. Tuy nhiên phải chọn cái mức giá phù hợp và cái vùng nào nó có lực cầu quay trở lại thì chúng ta mới mua, chứ còn cứ thấy giảm là mua hay giảm là mua thì lúc đấy thì nó sẽ rất là khó cho các anh chị, và chưa kể mình đang đánh trong gì ạ, lướt sóng trong ngắn hạn nữa, nên là sẽ rất là khó. Thường Thành mà xác định đánh lướt sóng á, Thành chỉ vào tiền có 2 lần nè, cao lắm là 2 lần, còn không thì vào 1 lần rồi ra luôn, chứ mình không có vào nhiều lần chia tỷ trọng 3-4-3 hay này nọ cái thứ, mình không có vào như vậy. Tại vì vào như vậy á thường thì nó sẽ dành cho ai đầu tư dài hạn thôi,
Đó, mà đã đầu tư dài hạn mà vào những cái vùng như thế này thì phải chia cái tỷ trọng vốn sao cho nó phù hợp và nó hợp lý nữa, nên là nó sẽ có rất là nhiều cái yếu tố đi kèm. Thành ra ở thời điểm hiện tại cứ xác định đánh ngắn hạn trước cái đành, và đánh ngắn hạn rồi á thì phải chọn những cái vùng mua cho nó phù hợp với thích hợp để mình có những cái biên lợi nhuận nó xứng đáng ở trong giai đoạn tương lai ha. Rồi, hy vọng thì cái nội dung video này sẽ mang đến nhiều giá trị cho các anh chị và giúp anh chị có nhiều cơ hội đầu tư hơn ở trong cái tuần mới. Và nếu anh chị có quan tâm thêm cổ phiếu nào mà nãy giờ Thành chưa có chia sẻ thì anh chị cứ bình luận ở phía bên dưới, Thành sẽ hỗ trợ tư vấn và chia sẻ thêm cho các anh chị ha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã xem đến cuối video, và cũng chúc anh chị có những ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân nhé. Xin chào và tạm biệt anh chị.